Cái lịch sử nó còn khoảng 60 năm nay. Các anh chị để ý thế này. Năm 1952, người ta chẩn đoán 18 ca u vú bằng siêu âm tim. Hai cái người gọi đứng đầu ngày xưa chính là Epler với Hess. Người ta đo vách tim, đánh giá theo dõi mổ hẹp van A2 lá từ năm 55. Và từ năm 56, cái đầu dò siêu âm người ta thay, trước cái gì ta làm bằng tinh thể thay ai. Sau này người ta dùng barium titanat. Cái siêu âm càng ngày nó càng hiện đại. Ví dụ cách đây mấy ngày đó, tôi dự cái lớp siêu âm ở Hội nghị Tim Mạch Châu, tôi dự cái lớp mà người ta hướng dẫn cái kỹ thuật mới đó. Cái máy siêu âm mới nó rất hiện đại. Tức là nó có thể đo rất chính xác mọi chuyện về hình ảnh, nó rất rõ. Thành ra càng ngày nó càng làm kỹ thuật về vật lý nó giỏi hơn đó. Về toán học nó giỏi hơn, nó làm máy siêu âm càng ngày càng chúng ta dễ làm hơn, và như vậy chúng ta hiểu đúng hơn mọi chuyện trong siêu âm tim. Tuy nhiên tất cả điều cơ bản này các chị phải biết thì mới chị mới sử dụng máy hiện đại được. Rồi trong giai đoạn đầu tiên của năm giai đoạn đầu tiên thì chúng ta có máy siêu âm TEM thôi, chứ là chúng ta cắt một chiều, sau đó chúng ta mang cắt máy siêu âm tim hai chiều. Siêu âm tim hai chiều nó cho phép chúng ta nhìn những quả tim nó co bóp là hai chiều đấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu năm tác giả, cái người mà có nghiên cứu nhiều về hai chiều về Mỹ đó chính là Feigenbaum. Những cái sách siêu âm tim của ông ấy thường thường tôi dùng để làm tiêu chuẩn thì tôi giải cho các anh chị đó. Cuốn sau cùng của ông cũng khoảng hơn năm 2005. Rồi năm Satomura người Nhật năm 56 bắt đầu ứng dụng Doppler của tim. Rồi sau đó thì người ta dùng Doppler màu. Thì như vậy thì siêu âm tim giai đoạn đầu tiên chúng ta có TEM, giai đoạn chúng ta có 2D. Thì siêu âm TEM và 2D chúng ta khảo sát cấu trúc của tim. Thì bây giờ nó có máy siêu âm mới, nó gọi là máy siêu âm 3D. Máy siêu âm 3D nó có lợi là các anh chị nhìn cấu trúc của tim y như các anh chị nhìn người ta mổ đó. Hình ảnh cái 3 chiều, 3D là 3 dimension. Chúng ta nhìn hình ảnh 3 chiều giống như mình nhìn mổ đó. 2D thì chỉ có 2 chiều thôi. Còn Doppler là gì? Doppler là chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu chảy trong tim. Từ đó chúng ta khảo sát cái đạo. Như vậy nói tóm lại, nhờ sự tiến bộ của siêu âm, chúng ta có thể khảo sát, nhìn rõ cấu trúc của tim. Chúng ta có thể khảo sát được huyết động của tim, áp lực trong buồng tim, vận tốc dòng máu chảy qua van tim. Và tôi học tim mạch ấy, từ năm 1968 tôi đã học tim mạch rồi. Thì lúc đó chưa có siêu âm tim ở Việt Nam. Thì mình rất khó tưởng tượng những bệnh tim học sinh. Nhưng mà từ khi mà chúng ta có siêu âm tim đó, các anh chị hiểu rõ mọi chuyện đó, hiểu nó dễ dàng hơn. Thành ra những anh chị nào học tim mạch, chuyên khoa tim mạch bắt buộc luôn luôn phải học qua lớp siêu âm tim, thì các anh chị mới hiểu rõ về vấn đề về tim mạch và người bệnh và chẩn điều trị nó đúng được. Thì đây là các kỹ thuật siêu âm tim. Chúng ta có qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản là chúng ta lường cái đầu dò qua thực quản. Chúng ta biết là chùm tia siêu âm chúng ta nó đi qua rất tốt trong môi trường nước, nó đi qua cũng khá trong môi trường chất dẫn, nhưng mà nó không qua tốt ở trong môi trường không khí. Bây giờ chúng ta làm ở đây, nếu phổi chúng ta phát triển quá chúng ta nhìn nó không rõ, hoặc lồng ngực bác làm to quá mình nhìn không rõ. Còn siêu âm tim qua thực quản, chúng ta để đầu dò siêu âm gắn bắn vào cái ống như cái ống nội soi đấy, các anh chị để thực quản thì nó sát cái nhĩ trái. Như vậy chúng ta nhìn trực tiếp thì chúng ta gọi là siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim chụp buồng tim thì thường thường nó làm cho nghiên cứu. Sau này thì có một số trường hợp thông liên nhĩ, nó làm siêu âm buồng tim để nó thích khảo sát, nó đang làm điều trị cho thông liên nhĩ. Siêu âm tim là mạch máu mạch vành thì bây giờ là cái rất phát triển ở Việt Nam. Thí dụ như ở đây và Tâm Đức, chúng ta có siêu âm tim lòng mạch vành, cái đầu dò nó 40 MHz. Chúng ta luồn cái catheter luồn vô mạch vành, chúng ta coi rõ cái cấu trúc của mảng xơ vữa, chúng ta coi nó hẹp bao nhiêu phần trăm, từ đó chúng ta có quyết định chúng ta có nên nong đặt stent người bệnh hay không. Thì đây là cái phương tiện mà ở Việt Nam khá phát triển. Siêu âm thai nhi thì nó phát triển đầu tiên ở Hiền Tim, lúc đó tôi đưa về để phát triển này. Đây với chúng ta có cái lớp siêu âm tim thai, các anh chị sau khi học siêu âm tim xong muốn học lớp siêu âm tim thai. Siêu âm tim thai chúng ta một năm chỉ mà có một lần thôi. Thường thì khi nào học siêu âm xong chỉ 2 năm. Những anh chị nào có làm về bẩm sinh thì nên học siêu âm tim thai nhi. Thì cái này nó có lợi là thế này.
xem trên thai nhi, mình làm vào tháng thứ 5 của thai kỳ, mình phát hiện ra được những bệnh lý của thai nhi, kể cả chẩn đoán suy tim của thai nhi đó. Anh chị làm sớm, chẩn đoán sớm, thì các anh chị có sự biện pháp điều trị khi em bé ra đời. Tôi lấy thí dụ nhé, em bé nó bị bệnh tim bẩm sinh nặng, thì chắc chắn tôi không dám khuyên sinh ở tỉnh. Tôi sẽ phải khuyên là sinh ở Từ Dũ hay Hồng Vương. Và khi cháu sinh ra, cái thằng anh chị chuyển qua bệnh viện tim hay Nhi Đồng 1 hay là Tâm Đức, Nhi Đồng 2 để phẫu thuật ngay. Có những bệnh tim bẩm sinh bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật ngay sau khi ra đời, thì đó là xương tim thai nhi. Cái này ở các nước nó phát triển lắm, ở Việt Nam chúng ta mới phát triển từ khoảng hơn 10 năm nay. Và đây là phương tiện rất tốt, nhất là những anh chị nào mà em nào mà có bầu con tháng thứ năm, tôi nghĩ nên là ông ngoại quốc gần như tất cả đều làm xương tim thai nhi hết, để chúng ta phòng ngừa trước được. Nhất là em nào con quý đó, ví dụ mình 35, 36 tuổi mà mình có bầu đó, thì lúc đó thì mình rất sợ là con nó hư thì bắt buộc phải làm xương tim thai nhi. Thì tôi biết bây giờ cái này tôi có dạy cho các em ở Từ Dũ đó, cái nhóm mà nguyên ở Từ Dũ đó, thì kết hợp đây tôi dạy cho mấy em đó, thì Từ Dũ thường thường hay gửi đến chúng ta kết hợp làm xương tim thai nhi. Chúng ta muốn là đứa nhỏ nó ra đời nó được trọn vẹn. Xương tim ba chiều bốn chiều thì là cái máy thôi chứ không là cái vấn đề. Thì đây khi làm xương chúng ta có bốn vị trí khác này. Thứ nhất là vị trí cạnh ức. Thường thường đầu dò chúng ta đặt ở liên sườn 3, liên sườn 4 bên trái sát xương ức. Thứ hai mỏ tim thì đầu dò chúng ta đặt ngay chính cái mỏ tim đó. Thứ ba là dưới sườn, thứ tư chín vạn ức. Thì đây là bốn vị trí thường quy chúng ta làm xương tim của người bệnh. Thì đây là người ta cách cầm đầu dò, các anh chị để ý thì người ta cầm giống như cầm cái bút đó, đầu dò tay này. Cái này là cạnh ức. Có một số người gầy thì tôi có thể để nằm ngửa tôi làm ngay được. Nhưng có một số người bắt buộc, nhất là những người mà hút thuốc lá nhiều, những người mập, tôi phải cho nằm nghiêng 90 độ tôi mới làm. Cái tùy các anh chị làm. Thì người gầy thì tôi sẽ làm ngay, con nít thì tôi làm ngay này. Và thường thường các anh chị để cái đầu dò nó hợp với cái lồng ngực một góc khoảng 90 độ đến 80 độ, các anh chị nghiêng nhẹ đầu dò. Đó là cách chúng ta cắt cạnh ức. Rồi sau đó thì chúng ta bắt từ mỏm tim, thì cái đầu dò chúng ta phải để đính cái chúng ngay cái mỏm tim của chúng ta. Giống như mình nghe cái kiểu hẹp hẹp văn hai lá, nên chỉ nhớ hồi xưa lúc y ba mình tập nghe rù tâm chương hẹp văn hai lá, thì ông thầy bắt buộc mình phải sờ đúng cái mỏm tim, mình để cái chuông ngay cái mỏm tim mình mới nghe cái rù tâm chương hẹp văn hai lá. Thì xương tim cũng vậy, cái chỉ nhớ để đỉnh đầu dò ngay đỉnh của mỏm tim, cái chỉ cắt cái vị trí làm xương của cái mặt cắt từ mỏm tim. Dưới sườn với em thấy có gì đặc biệt không? Con có thấy có gì đặc biệt không? Dưới sườn cái này có gì đặc biệt không? Cái tay của ông nó thế nào? Ông không cầm như lúc nãy nữa nha. Lúc nãy ông cầm thế này phải không? Cái tay ông cầm thế này. Tại sao dưới sườn mình bắt cầm giống như mình cầm dao mổ đó? Tại sao dưới sườn mình cầm thế này? Tại vì ở dưới sườn á, nhiều khi mình phải áp cái đầu dò sát xuống thành bụng. Nếu mà mấy em cầm thế này đó, em đâu áp đầu dò xuống thành bụng được. Bây giờ thầy lấy được cái thành bụng ở đây nhé. Em cầm thế này, em áp xuống nó bướng cái này. Thầy đó lấy được. Khi mà mấy em đi thi, luôn luôn tôi nhìn các em cầm cắt dưới sườn, các em cầm đầu dò thế nào. Em cầm đầu dò là sai, tôi không đồng ý. Em phải bắt cầm thế này. Để khi cầm các em áp đầu dò xuống thành bụng mới được. Thế các em thầy để ý thì cái ông này. Ông cắt, ông để là cầm đầu dò như thế này, mục đích là áp xuống thành bụng. Rồi, trên hóc ớt thì thế này, ông lại cầm đầu dò trở lại như trước đó. Mà ở người này, lúc này cái cổ phải ngửa ra rất nhiều. Tại chúng ta có ngửa cổ ra thì cái cung động mạch chủ mình nó mới sát đây. Thì các anh chị để hơi gập thì nó bị cái không khí nó che mất thì đầu dò đâu có dò. Thường thường là tôi hay mỗi phòng tôi cho một cái máy ôm tròn tròn nhỏ nhỏ đó, tôi lót dưới vai như vậy, vậy mà nhân ngừa cỏ các anh chị cắt đấy, cái này cắt trên ấm ớt. Như đây vậy là bốn vị trí chúng ta cắt đầu dò làm xương tim. Rồi xương tim một chiều, tôi nhớ cái năm khoảng năm 82-83 ở Việt Nam chỉ có mỗi Chợ Rẫy có máy xương tim một chiều. Mình không hề nhìn thấy quả tim vận động, nó cắt ra cái đường thẳng.
nên mình chỉ xem tiêu chèo, nhưng mình cũng chẩn đoán hẹp van hai lá. Tôi nhớ có những ca chẩn đoán hẹp van hai lá, nhưng mà cái xét tim một chiều nó không cho phép mình nhìn thấy cục máu đông trong tim. Tôi nhớ tôi có bà bệnh nhân là 32 tuổi, bà bị hẹp van hai lá nặng lắm, mà lúc đó phải mổ tim ký, ở đó Việt Nam chưa mổ được tim hở. Thì mình làm xét tim một chiều, mình khám lâm sàng, mình chắc chắn bà gần phải ni ha đã ba rồi, ni ha ba tức là bà đi một vài bước, vài khó thở đó, và chắc chắn có chỉ định mổ. Nhưng mà đến lúc mổ, gửi đi mổ, mổ ở đâu chỉ có chẩn đoán mổ thôi, chỗ giáo sư Nguyễn Kinh Dư, giáo sư Đoàn Hồng đó. Thì mình mổ xong thì bà bị liệt. Tại vì lúc đó mình không có phương tiện, mình chẩn đoán là bà có huyết khối trong tiểu nhĩ hay không. Thì lúc đó mình đã ưu siêu âm. Thành ra cái siêu tim một chiều nó không cho phép mình nhìn cái đó. Thì mổ xong, tại vì khi mà mổ tim kín á, thì mấy ông thầy phải thò ngón tay, hoặc cái dùng cái ecarter đi boss, ông luồn qua tiểu nhĩ, ông vô tâm nhĩ, ông mỏ. Nếu vô tiểu nhĩ đục thì cùng bó đông chạy đi thì bà bị tai biến. Tức là mình mỏ được người ta hẹp van hai lá, sau đó người ta tai biến. Đó bây giờ, cái đó hầu như bây giờ mình không bị nữa. Tại sao bây giờ mình nhờ bác sĩ ông, mình nếu có huyết khối ra, mình sẽ mổ tim hở, hoặc là mình điều trị cho tan hết cục huyết khối, mình mới mổ tim kín người bệnh. Mình nam van hai lá bong bóng như người bệnh. Như vậy siêu tim một chiều nó cũng là cái tiến bộ, nhưng nó chưa đủ. Do đó người ta siêu tim hai chiều, ở siêu tim rất là trong này ta chia rất là sung, rất là liên tục, rất là màu. Trong này là sung ấy, tức là chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu ở từng vị trí của tim. Còn đó là liên tục, chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu suốt dọc của cái đường rất là chỗ nào vận tốc cao nhất thì hiện ra. Còn rất là màu là gì? Rất là màu chính là rất là sung, nó quy ước hóa. Cái dòng máu nó chạy về phía đầu giò, chúng ta được màu xanh. Dòng máu chạy xa đầu giò, chúng ta được màu đỏ. Nó là màu nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có quy ước hóa về cái dòng máu thôi. Chứ còn ví dụ các anh chị nhìn màu xanh màu đỏ, các anh chị không nói đó là máu. Máu đen hay máu đỏ được, mà dòng máu chạy xa đầu giò, chạy máu về phía đầu giò. Có xin nói dòng máu chạy xa đầu giò màu xanh, màu phía đầu giò màu đỏ. Nó là nguyên tắc quy ước hóa và nó là màu thôi. Rồi đây là đắp le, đây là ví dụ đây là mặt cắt cảnh ở trục giọt. Thường thường đây tôi cắt 2D trước. Thì tôi thấy cái quả tim vận động, đây là tầm mười chủ, đây là nhĩ trái, đây là van hai lá, đây là van tầm mười chủ, đây vết lên thất, phía sau thất trái, đây là thất phải. Tôi cắt chùm tia ngang đây thì đắp le, cắt tay em ngang van tầm mười chủ. Thì ngày xưa đó, thì đắp le tay em chúng ta chỉ cắt ở hình này thôi. Chúng ta hoàn toàn không nhìn rõ cấu trúc ở trong này. Do đó thì tôi không nhìn thấy quả tim nó vận động, chỉ các hình này. Nhưng cái hình này vẫn có lợi, nó cho phép chúng ta đo cái biên độ mở qua đồng mạch chủ. Nó cho chúng ta đo đường kính của nhĩ trái, đường kính đồng mạch chủ. Bình thường đường kính của nhĩ trái, người lớn bình thường khoảng đường kính khoảng 30mm. Đường kính đồng mạch chủ bình thường người lớn khoảng 30mm. Nếu đường kính đồng mạch chủ nó gấp trên 1,5 lần đường kính bình thường đó, chúng ta nói là chúng ta bị phình đồng mạch chủ. Đấy cái định nghĩa về đồng mạch chủ. Tôi lấy thí dụ của nhau, ví dụ một bác khoảng 60 tuổi cô. Bác kêu là dạo này bác hay bị nặng ngực. Mình làm siêu, mình thấy đường kính đồng mạch chủ bác đến 50mm. Đồng mạch chủ lên á. Thì mình nói với ai là bác bị phình đồng mạch chủ. Và trường hợp đó thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Một trong nguyên nhân là giang mạc. Thì luôn luôn lúc đó tôi phải thử VDLL xem bác có bị giang mạc ngày xưa. Trong mai thời kỳ thứ ba nó làm bệnh lý biến chứng của tim người bệnh. Thì đây là cái mặt từ cái mặt cắt từ cái này tôi cắt chùm tia đắp le chùm tia TEM ngang cái bờ tự do van hai lá. Từ đó co được kích thước của vùng thất trái, đây đường kính tâm trường thất trái, đường kính tâm thu thất trái. Từ đó được về dày với liên thất, về dày với sau thất trái, vào thời kỳ tâm trường và vào thời kỳ tâm thu. Các chị chỉ cần đo những dữ kiện đó, máy tự động nó tính cho chúng ta. Nó tính cho chúng ta thứ nhất là phân suất tống máu. Phân suất tống máu bình thường là trên 55%. Thì các chị biết là bình thường phân suất tống máu của chúng ta đó, nếu bệnh nhân một người đến chúng ta mà suy tim, chúng ta thấy người ta kêu khó thở, NiHa 2 hoặc 3, và chúng ta làm siêu tim, phân suất tống máu mà dưới hay bằng 40%, chúng ta nói thì đó là suy tim tâm thu, chúng ta chữa nó khác. Còn ngược là người ta thấy khó thở,
chúng ta đo chất NT-proBNP khá cao, chúng ta nghĩ người này khó thở, ta CT, và chúng ta làm siêng, chúng ta thấy phân tử trong máu bác vẫn 55% chẳng hạn, thì chúng ta nói hoặc là 45% hoặc là 50%, thì chúng ta nói là bác này cũng suy tim nhưng nó suy tim tâm chưa, hoặc người ta gọi là suy tim với phân tử trong máu bỏ tọt. Như vậy thì với siêu âm chúng ta đo là phân tử trong máu, nó cho phép chúng ta phân biệt là suy tim tâm thô hay suy tim tâm chưa. Chúng ta đo bề dày với thiên thất, chúng ta chia cho bề dày với sau thất trái. Bình thường tỷ lệ nó là 0.9 đến 1.3. Bình thường với thiên thất của chúng ta là gần như nó bằng với sau thất trái. Người lớn nó khoảng 11, với sau nó khoảng 11, khoảng 12 thôi. Tỷ lệ nó là 0.9 đến 1.3. Bây giờ nếu người ta bị bệnh gọi là bệnh cơ tim phì đại đấy, ví dụ các anh chị gặp một cầu thủ nó đá banh, tự nhiên đường đá banh nó lột lăn quay nó chết đấy. Hôm trước có một cầu thủ bên Pháp, đứng đá banh tự nhiên nó chết, đột tử trên sân á, thì người ta mổ xác ra, người ta phát hiện ra anh đã bị bệnh cơ tim phì đại. Bệnh cơ tim phì đại là một nguyên nhân gây ra đột tử khi gắng sức ở người trẻ. Thì lúc đó thì nếu chúng ta đo bề dày, có những người tôi đo bề dày với thiên thất đến 27 mm, với sau thất trái có 10 mm, thì đây nó là 2.7. Tôi chẩn đoán ngay là người này bị bệnh cơ tim phì đại, tôi phải chữa ngăn ngừa đột tử cho người bệnh. Đây là bệnh di truyền người ta. Rồi siêu tim hai chiều nó có lợi là nó khác TM, mà nó khảo sát vận động các cấu trúc của tim. Siêu tim hai chiều chúng ta cũng có bốn vị trí cắt là cảnh ớt, mọc tim dưới sườn và trên lõm ớt. Thì đây được gọi là mặt cắt cảnh ớt trục giảm. Thì khi các em đi thi cuối khóa, cái mặt cắt đầu tiên tôi yêu cầu các em cắt luôn luôn là mặt cắt cảnh ớt trục giảm. Chúng ta làm bất cứ siêu tim người nào, chúng ta tìm bệnh tim bẩm sinh hay bệnh tim người lớn, mặt cắt đầu tiên luôn luôn là mặt cắt cạnh ức trục giảm. Các anh chị cắt làm sao? Thường thường nguyên tắc là chúng ta để đầu giò ở lên sườn 3, lên sườn 4 bên trái cạnh xương ức. Chúng ta có thể để bệnh nhân nằm ngửa hay bệnh nhân hơi nghiêng trái 60 độ hay nghiêng trái 90 độ, tùy làm thế nào chúng ta rõ thôi. Nhưng nguyên tắc mình cắt thế nào? Mình cắt làm sao để thành trước thất trái này. Thành trước cái động mạch chủ đó, đây là động mạch chủ của mình, thành trước động mạch chủ nó hợp với vách liên thất một góc khoảng 180 độ là mình cắt đúng lắm. Trường hợp này nó hơi gặp một chút, trên lý tưởng là cắt cái này 180 độ. Đây là thành sau thất trái, đây là nhĩ trái, đây là thất trái, đây là vách sau của thất trái, đây là vách liên thất, đây là thất phải. Còn cái này lá trước của van hai lá, lá sau van hai lá, còn van động mạch chủ lúc nó đóng nó thế này ở đây. Thì đây là mặt cái mặt cắt này các anh chị cắt trục giảm sao, các anh chị có thể thấy quả tim nó co bóp, van nó đóng nó mở. Vào thời kỳ tâm chương thì van hai lá nó mở, van động mạch chủ nó đóng. Còn ngược lại vào thời kỳ tâm thu thì van hai lá nó đóng, van động mạch chủ nó mở. Các anh chị có thể nhìn rõ nó đóng mở như vậy. Thì đây là mặt cắt trục giảm ở đây, cái đây là cái hình người ta vẽ. Thì người ta thì chúng ta dễ tưởng tượng là khi cắt trục giảm ấy, cái đầu giò chúng ta để đây cắt giảm theo quả tim. Chúng ta gọi là mặt cắt cảnh ức theo trục giảm. Mặt cắt cảnh ức trục giảm chúng ta xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Thế là các anh chị, tôi lấy ví dụ các anh chị đừng để đầu giò như thế này nhé. Các anh chị cắt được trục giảm, các anh chị xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Lúc mình mới cầm đầu giò siêu âm thì mình run lắm. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi làm, tôi không thể nào tôi xoay được 90 độ theo kim đồng hồ mà tay nó không run. Thì lúc đó các anh chị vẫn có thể dùng cái tay trái, các anh chị giữ cái đầu giò trụ, các anh chị lấy tay phải, các anh chị xoay. Chứ không ai cáo gì đến khi mình quen, thì các anh chị lên đây thấy mấy bác sĩ ở viện tim quen rồi thì các anh chị dùng một tay, các anh chị xoay dễ dàng. Nhưng lúc mới tập đó, nếu mình thay tay mình run, tại sao tôi cần các anh chị làm trụ vững? Tại các anh chị trụ vững, các anh chị xoay nó mới đúng được. Chứ các anh chị nhích đi một chút là nó mất cái hình. Do đó thì mình phải xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta được mặt cắt cạnh ức trục ngang ngang van động mạch chủ. Đây là van động mạch chủ. Van động mạch chủ hình gì? Em có nhớ van động mạch chủ hình gì không? À, van động mạch chủ có mấy mảng? Ra trường mấy năm rồi? Hả? À, mới ra trường à? À, dân mới ra trường năm nào con? Năm 2020 mới có mấy năm à? Mà con quên rồi thì vậy con là Trương Vô Kỵ rồi. Con học cái gì? Học cái quyền pháp thì học xong nó quên hết rồi. Văn đồng mạch chủ có 3 mảnh hình tổ chim, con quên rồi sao? Văn đồng mạch phổi có mấy mảnh?
Ba là mình phở cũng vài mảnh hay là tổ chê, ba là hai lá cũng mấy mảnh. Hai lá không phải trả lời ba mảnh thì thử về đi tu nhớ cái đó nha. Về nếu cần thì mình dò là cuốn của thầy Quyền đó, cuốn nét tơ đó, thầy Quyền dịch cuốn nét tơ Mỹ đó, nó có cái hình coi lạ. Ba là mình chủ hình tổ chê. Thì khi chúng ta xoay về hồ 90 độ theo chiều kim đồng hồ đó, chúng ta thấy cái hình này. Đây là ba mảnh, ba là mình chủ. Ba là chủ có ba mảnh, hai mảnh phía trước, một mảnh phía sau. Mảnh phía trước bên trái, từ đây nó xuất phát ở mảnh bên trái. Trên siêu âm thầy có thể thấy được mảnh bên trái nó xuất phát ở đây. Cái này lá trước là mảnh bên phải, thầy có thể thấy được mảnh phải nó xuất phát từ đây. Và đây là lá sau, không có vải ở đây. Bình thường thì luôn luôn chúng ta có được mảnh bên trái xuất phát từ song văn san va của ba lá ban đầu mình chủ trước bên trái. Bình thường thì là mảnh bên phải xuất phát từ đó bên phải. Nhưng cũng có người đẻ ra đời chỉ có một mảnh vải. Hoặc có người để ra đời tự nhiên một đành mạnh vàng thay vì nó xuất phát ở mạnh chỗ, nó xuất phát từ đồng mạnh phổi, thì người đó có thể bị nhồi máu cơ tim từ 5 năm 6 tuổi. Thì tức là bình thường các em còn ngồi đây được thì tôi nghĩ 99% là bình thường, nhưng cũng có người không bình thường. Tôi có con học trò bé bác sĩ nội chú tôi đó, bé nó tim nó hoàn toàn bình thường, nó vẫn học đến nội chú, tim nó hoàn toàn không bình thường. Chứ còn nhưng mà chị em ngồi đây đa số là bình thường. Còn nếu ví dụ dị dạng mạch vành thì thường thường nó nhồi máu cơ tim từ rất trẻ. Bây giờ nếu một người đứa nhỏ nào tự nhiên ví dụ 4 tuổi nó kêu đau ngực, em có nghĩ là con bé này nó nhóng nhẽo nó giả vờ không? Em bác sĩ nội khoa, bác sĩ sản khoa cùng người hàng đầu với con nội khoa sản khoa nội hả? Bây giờ một đứa 4 tuổi má đứa đấy bác sĩ ơi, sao mỗi lần nó đau ngực nó toát mồ hôi, bao giờ nói nó không có bệnh ngay nha. Mình nhớ có bệnh con người ta chết thì mình có tội đấy, mình ngoài chuyện kiện mình có tội. Luôn luôn em phải loại cả mình vậy. Lúc đó tôi làm gì? Tôi thử huy động lipid máu. Nếu nó rối loạn lipid máu bẩm sinh ấy, thì nó nhồi máu cơ tim từ năm 4 tuổi. Tôi gửi bác sĩ siêu âm, tôi bảo xin loại trừ mình vậy. Thì bác sĩ siêu âm sẽ làm cái mặt cát này này, coi hai nhánh động mạch vành có xuất phát động mạch chủ hay không, có nhánh nào xuất phát từ động mạch phổi không. Nếu nó có gì dạng mạch vành như vậy, nó có thể nhồi máu cơ tim rất sớm. Thì như vậy, chứ rồi sau đó mình nghĩ đến chuyện khác, đương nhiên mình phải chụp phim phổi cho cháu nữa. Do đó thì ở mặt cắt này nó cho phép chúng tôi nhìn thấy mạch vành trái, động mạch vành phải, ba cái van lá van mạch van của cái van động mạch chủ. Đây tôi có động mạch phổi phải, động mạch phổi này, đây có van động mạch phổi ở đây. Đây là buồng tống ở thất phải, đây là van ba lá, đây là nhĩ phải, đây là vách lên nhĩ, đây là nhĩ trái. Tôi có cái tính mạch phổi đầu nhĩ trái. Ở mặt cắt này luôn luôn tôi hỏi với em là em phải cắt đắp le dòng máu ra van động mạch phổi. Cái anh kia lúc đấy anh thề đó, anh cắt không được cái hình này, tôi bắt anh lên học lại đấy. Học lại là thế, đây cái cắt không được hình này, không cắt được hình này không bao giờ cắt được đắp le dòng máu đi qua van động mạch phổi. Thế đây là cái mặt cắt cơ bản của siêu âm tim. Nếu mình cắt không được thì không có làm siêu âm gì hết được. Đây là mặt cắt cơ bản thứ hai, mặt cắt cạnh ước chiều ngang qua là mình chiều. Từ mặt cắt này này, cái đầu dò, đỉnh đầu dò đây, chúng ta nghiêng cái đỉnh đầu dò hơi về phía mỏng tim một chút, chúng ta được mặt cắt cạnh ước chiều ngang ngang van hai lá, ngang van hai lá, ngang hai lá thì đương nhiên có lá trước lá sau, đây mép van trước mép van sau, đây là cái buồng thất trái, đây là vách liên thất, đây buồng thất phải, đây người ta vẽ này cho chúng ta dễ nhìn. Thì cái chỉ thấy cái đầu dò như vậy, cạnh ước chiều ngang ngang van hai lá, tức cái mỏng đầu dò chúng ta chỉ hơi nghiêng về phía mỏng tim một chút. Rồi chúng ta nghiêng nhẹ thêm một chút nữa về phía mỏng tim thì chúng ta được cái mặt cắt cạnh ước chiều ngang ngang cột cơ. Đây là mặt cắt kéo chiều cơ, cột cơ trước bên, cột cơ sau giữa. Cái bình thường cái thất trái của chúng ta có hai cột cơ và bình thường thất trái chúng ta có hai cột cơ và không có cột cơ nào nó dính vào vách liên thất. Cột cơ trước bên khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ, cột kê sau giữa khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ, vị trí mặt kính đồng hồ đó, và nó không dính với thất. Còn ngược lại, thất phải chúng ta thường có 3 cột cơ,
trong đó có một cột cơ nó dính vào bánh liên thân. Thì ở đây các anh chị cũng coi cái này, chúng ta có kết quả cái này, đây là bánh liên thân của người bạn. Như vậy nói tóm lại, ở vị trí cảnh ước thì chúng ta có bốn mặt cắt. Mặt cắt đầu tiên là cảnh ước thực trục dọc. Mặt cắt thứ hai là cảnh ước trục ngang và văn ở mặt trội. Mặt cắt thứ ba là cảnh ước trục ngang văn hai lá. Mặt cắt thứ tư là cảnh ước trục ngang ngang cột cơ. Sau đó chúng ta cắt từ mỏ, bốn vùng từ mỏ. Mặt cắt đầu tiên từ mỏ tim, chúng ta phải để cái đỉnh đầu giò chúng ta ngay chính cái mỏ tim. Thì các anh chị phải nhớ cách mà chúng ta xác định mỏ tim. Làm thế nào xác định mỏng tim? Cô mà áo đỏ cái kìa. Em mặc áo đỏ hôm nay nó xui dễ bị hỏi đó. Làm nào mình xác định mỏng tim? Hồi mình học Y3 đó với thầy dạy. Xin lỗi không phải em này này. Em ngồi hàng 3 đó à. Làm nào mình xác định mỏng tim? Nhìn á, nhìn không đúng được rồi. Nhìn đúng rồi. Nghe không được. Sơ mỏng tim. Sơ mỏng tim sơ bằng gì? Tôi đã từng nhắc cho em là cái này ông kêu thầy mà hồi xưa thầy công giáo sư Lê Văn Điểm ông học bên Mỹ về đó, ông dạy việc áp đặt tài thương mại, ông dạy ông cho tôi thầy đó, ông dạy là giỏi nhất, ông học bên Mỹ rồi chúng ta bên Mỹ về áp đặt tài mại, ông bảo là khi mình sờ một tim mình để cả lòng bàn tay mình áp vào đây cũng mỏng này, nếu cái gì nó đốt vào cái đó mình ghi vết mỏng tim và trong cái bàn tay mình vùng nào nhạy cảm nhất em. Ấu ẩn cách nghĩa là vùng nhạy cảm nhất là cái vùng này này con. À, về con các em bé chơi, con về con cầm tay đó xem sao hỏi nó có nhạy cảm đây không? Vùng đây là nhạy cảm nhất. Và ông nào ông cầm tay con sờ đây có nhạy cảm không? Đây là nhạy cảm nhất. Ông thầy bảo cái này nhạy cảm nhất. Và sau đó thì mình mới dùng hai ngón mình sờ mỏng tim nhá. Tức là mình dùng lòng bàn tay mình áp đây, sau đó mình dùng hai ngón sờ mỏng tim. Khi mà mình tập nghe cái bài này bắt hay là bắt đầu mình xác định cái mỏng tim. Thì xác định mỏng tim rồi mình dùng cái chuông mình ấn nhẹ vào đó, mình coi có rù tâm trường mình gặp hai lá hay không. Với siêu âm y như vậy, em phải sờ, em mới làm bắt buộc em phải sờ mỏng tim, em để đầu giò vào đó. Còn ví dụ như thầy làm quen, thầy làm 20 năm nay rồi, thì thầy có thể thầy không cần sờ, thầy để ngay nó cũng trúng. Nhưng có những ca khó mà vẫn phải sờ. Và muốn sờ mỏng tim tốt nhất phải nhân nằm ngửa, phải nhân nằm nghiêng em. Nghiêng, mình nghiêng từ từ đó, có khi mình nghiêng là 60 độ mình sờ được, có khi mình nghiêng 90 độ sờ được. Thành ra những cái kháng thân thể hồi mình học triệu chứng học nó cũng có hữu ích khi mà chúng ta làm siêu âm tim. Các em phải đề đúng cái sờ đúng mỏng tim, các em chỉ để đầu giò đúng cái đó thì các em chỉ được mặt cắt gọi là bốn vùng từ mỏ. Ở đây là thất trái, đây là nhĩ trái, đây là thất phải, đây là nhĩ phải. Nhĩ trái thì mình có mấy tính mạch phổi đổ vô, ai còn nhớ? Em báo sai nhà em. Mình có mấy tính mạch phổi em đúng rồi, em giỏi quá trời. Đây lần đầu tiên thì nghe trả lời được thì mừng quá. Mình có bốn tính mạch phổi đổ vô nhĩ trái ha. Cái đặc điểm là thế này này, van hai lá nó nằm về phía đáy tim nhiều hơn, van ba lá về phía mỏng tim nhiều hơn. Hai cái van này nó không nằm cùng với mặt mặt phải nha. Cái van hai lá các em để ý thế đây hả, nó về phía cái đáy tim, mặt ba lá mỏng tim. Mà dưới van hai lá thì cái thất đó chắc chắn là thất trái, cái đó y như định đề đó. Nhớ hồi hình học em, mấy em có học hình học phản không, có học định đề Euclid không? Từ một điểm ngoài đường thẳng chúng ta kẻ một đường song song với đường đó chỉ một đường thôi, định đề Euclid đó. Định đề thì mình có được chứng minh không? Định đề cái này mình bắt buộc mình phải công nhận đó. Thì đây cái này là định đề đó, dưới van hai lá thì cái thất đó bắt buộc là thất trái, dưới van ba lá cái đó thất này bắt buộc thất phải. Mà van hai lá nó về phía đáy tim nhiều, van hai lá mỏng tim. Đương nhiên sau này có những người bệnh tim bẩm sinh hai cái van nó cùng nằm trên mặt mặt phải, chúng ta sẽ không biết đâu là hai lá đâu là ba lá hết. Lúc đó chúng ta cũng phải có những tiêu chuẩn khác, chúng ta xác định đâu là thất trái đâu là thất phải. Như vậy cái thất trái là một thất là cái mỏng tim cơ bè nó nhặn, thất phải là thất mỏng tim cơ bè nó xù xì và nó có cái giải điều hòa nó băng ngang đây. Hai cái thất nó khác nhau như vậy. Thì từ mặt cắt bốn vùng từ mỏ ấy, chúng ta nghiêng đầu giò, nghiêng hơi hướng đầu giò, chúng ta được năm vùng từ mỏ. Năm vùng từ mỏ tức là hai vùng thất, hai vùng nhĩ và đồng mình chủ năm vùng. Rồi chúng ta hơi xoay nhẹ đầu giò là chúng ta được ba vùng từ mỏ, gồm có thất trái, nhĩ trái, đồng mình chủ. Còn chúng ta nghiêng nhẹ đầu giò nữa chúng ta còn được hai vùng từ mỏ,
Tức là chúng ta chỉ có thất trái và nhĩ trái không? Như vậy thì ở mặt cắt từ mỏm tim chúng ta cũng có 4 mặt cắt. 4 bồn từ mỏm, 5 bồn từ mỏm, 3 bồn từ mỏm và 2 bồn từ mỏm. Sau đó chúng ta cắt dưới sườn. Khi dưới sườn thì mình cầm đầu dò thế nào? Có áo xanh kia, dưới sườn cầm đầu dò thế nào em? Cầm giống như dao mỏ, cái cầm này nhé, cầm. Tôi luôn luôn tôi muốn nhắc các em vậy đó. Để chứ tôi cần, nếu em cầm này thì em ấn sát không được nhé. Nếu em cầm này, nhưng mà tôi nhắc bạn là đi thi tôi thấy vẫn có em cầm cái kia, tôi hỏi họ hôm nay em có đi học, em bảo hôm nay em trốn học, em không học. Bài đầu tiên đó thì mình chỉ cầm nó sai nhé. Không mấy anh chị cứ coi mấy anh làm siêu âm như đó, khi dưới sườn là bắt buộc phải cầm này nhé. Chứ không có cầm được cái này. Trong sách nó vẽ rõ ràng đó, mình để ý cái đó. Thì mặt cắt đầu tiên dưới sườn là 4 vùng dưới sườn. Bốn mùi dưới sườn thì cái thất phải là thất nó sát với cái gan của mình đó. Mà cái gan làm siêu âm thấy thế không? Tôi không biết làm siêu âm bụng nhưng tôi đã đặt cái đầu dò vào, tôi biết cái đó là cái gan ngay. Câu chú nó rất đặc biệt đó. Thì thất phải nó sát cái gan. Thất phải là cái thất của mình nó nằm sát cơ hoành. Thất phải nó sát cơ hoành, nó nằm sát cái gan. Rồi đây thất phải, đây là nhĩ phải. Đây là thất trái, đây là nhĩ trái. Các anh chị cũng thấy van hai lá nó ở phía đây tim và lá phía phòng tim. Từ thất phải thì chúng ta có mấy tĩnh mạch chủ đổ vô, ai biết em mấy tĩnh mạch chủ? À, em đó, tĩnh mạch chủ gì? Đúng rồi, em đúng quá rồi. À, tĩnh mạch chủ trên đó, tĩnh mạch chủ dưới thì nó lại làm phía trên nha. Từ thất phải này chúng ta nghiêng nhẹ đầu dò, chúng ta thấy một cái tĩnh mạch nó dài, nó nằm chạy vào trong vùng ngang, cái đó chính là tĩnh mạch chủ dưới nha. Còn chúng ta nghiêng đầu dò xuống, chúng ta tính được tĩnh mạch chủ trên này. Từ mặt cắt này chúng ta tìm được hai tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới. Tại sao chúng ta cần tìm cái đó? Tại có những trường hợp có người đẻ ra đời tĩnh mạch chủ trên nó không đổ nhĩ phải, tĩnh mạch chủ trên nó đổ nhĩ trái, hoặc tĩnh mạch chủ dưới đổ nhĩ trái, nó gọi bệnh tim bẩm sinh nối liền bất thường tĩnh mạch hệ thống. Rồi ở đây thì chúng ta có tĩnh mạch phổi, bốn tĩnh mạch phổi đầu vô bên cái thất trái đầu vô. Từ mặt cắt dưới sườn chúng ta đứng cầm này, chúng ta ấn nhẹ đầu dò, ấn được đầu dò sát bụng thì chúng ta sẽ được mặt cắt gọi là năm buồng dưới sườn. Năm buồng là gồm có gì? Bốn buồng cộng là mạch chủ, chúng ta năm buồng dưới sườn. Ở mặt cắt năm buồng dưới sườn chúng ta xoay đầu dò 90 độ ngược chiều đúng lỗ hổ thì chúng ta được dưới sườn theo chiều ngang. Cái mặt cắt này thì nhìn thì hơi khó cắt, nhưng thực ra mặt cắt này nó tương tự như mặt cắt cả những trục giảm đó. Chúng ta cũng có động mạch chủ căn ngang, chúng ta cũng có động mạch phổi nó bao quanh, chúng ta cũng có nhĩ trái, nhĩ phải và thất phải. Như vậy thì ở dưới sườn chúng ta chỉ có ba mặt cắt luôn luôn cắt đầu tiên là bốn buồng dưới sườn, sau đó năm buồng dưới sườn và dưới sườn xuống ngang. Như vậy mấy em có quyền hỏi là tại sao mình cần nhiều mặt cắt như vậy? Tại vì có những người bệnh nhân chúng ta cắt cái này không được, chúng ta cắt cái kia được. Ví dụ như con nít ấy, con nít thì nó bóp thành bụng nó có, em cái em bé chưa? À, em hay các em bé chưa? Có chưa? À, mình sờ bụng đứa con mình nó đâu có bắp thịt gì đâu, bọc tề à. Con nít mấy em làm dưới sườn rất dễ. Nhưng mà em gặp ông lực sĩ cỡ như Lý Đức hoặc Phạm Văn Mách ấy, đố em làm dưới sườn được. Bụng ông bắp thịt nó cuồn cuồn, em ấn nó kịch cái này thì ai mà làm được. Thế nên luôn luôn em phải học cảnh ước, học từ mỏ. Còn dưới sườn mà đối với trẻ em mình tim bẩm sinh, em cắt dưới sườn nhiều chứ chỉ cắt dưới sườn không, hầu như em giải quyết hết mọi chuyện. Tại cái bụng con nít nó dễ thương, nó mềm mại, mình ấn xuống. Và những người con nít nhớ nhẹ, đau nó khóc, các mình sẽ làm. Thì chúng ta sẽ cắt cho nó nhiều. Thì nó luôn luôn bị phỏng nhiều, mà cắt khác nhau. Sau dưới sườn xong, chúng ta có trên hõm ức. Cái này là động mạch gì? Em, động mạch gì? Này. Thầy hỏi em có bác sĩ thật, bác sĩ giả. Chủ lên, chủ xuống. Đúng rồi, em giỏi. Thầy về chắc bác sĩ thật rồi ha. Thầy về chủ lên. Ở đây mình có ba đồng chủ ở đây này. Nhiều khi mình cắt đây, mình nhìn thấy cả ba đồng chủ ở đây, đồng chủ lên. Còn cái này gọi là cung đồng chủ hay là đồng chủ ngang. Từ đồng chủ thì chúng ta chia làm ba nhánh. Nhánh gì? Từ cung đồng chủ mình chia ba nhánh. Nhánh đầu tiên là gì? Nhánh đầu tiên là gì? Em biết không? Em trả lời dùm chỉ coi. À, thần trùng cánh tay đầu. Sau đó đến cái thứ hai là gì? Hả? Đồng mạch gì?
À, động mạch cảnh, cái này là động mạch cảnh bên trái này, đây là động mạch gì nữa? Bên trái, à, thì tức là ba cái, không cái này mấy em có sai cũng không có lỗi đó. Có bác sĩ tôi bắt vẽ ra vẽ không già, nó tôi tuyển bác sĩ bảo vẽ ra không già. Hôm gì, hôm thứ sáu, thứ năm phải không? Sơn, từ chiều thứ sáu chứ, tôi hỏi thi 10 nội chú, 10 em thi nội chú vào một thầy. Có nhiều đứa đã không nhớ cái này. Đó. Nhưng thường thường cái đó tôi không bắt lỗi nặng, tại vì ngay bác sĩ ra trường làm khoa tim mạch bảo vẽ không ra đó, thường mấy em hay quên. Nhưng mà nhưng mấy em phải nhớ, làm siêu mấy em sẽ nhớ. Siêu thì gồm có đầu tiên là thân chung cánh tay đầu, sau đó động mạch cảnh bên trái, sau đó động mạch giữa đoạn bên trái. Khi mình thấy một cái đại động mạch nó hơi cong cong, nó có ba nhánh đi ra, thì mình xác định đó chính là động mạch chủ. Còn nếu mình thấy một cái động mạch nó thẳng, nó chia đôi ngay, thì mình xác định cái động mạch lớn đó chính là động mạch phổi. Sau cung động mạch chủ, chúng ta có động mạch chủ xuống. Ở ngay đoạn mà sau chỗ động mạch giữa đòn, chỗ nối giữa động mạch cung động mạch chủ xuống, chỗ này người ta gọi là eo động mạch chủ. Eo động mạch chủ là cái vùng nó có thể bị bệnh tim bẩm sinh, là hẹp eo động mạch chủ. Eo động mạch chủ nó có thể gây ra là bệnh tăng huyết áp. Và tăng huyết áp nó rất đặc biệt là huyết áp tay nó rất cao, huyết áp chân nó rất thấp. Các hiểu ngay là chứ gì phải không? Hẹp eo động mạch chủ đương nhiên huyết áp tay có thể lên đến 20 trên 12, 14. Huyết áp chân có khi đo được có 7, 8, 5 rồi. Thì đấy là thời gian mình gặp người bệnh nhân tăng huyết áp người trẻ đó. Thường thường tôi hay nhắc với em là mình chúng ta đo cả huyết áp tay, huyết áp chân. Huyết áp tay mà cao, chân thấp, mình nghĩ một trong nguyên nhân chính là hẹp eo động mạch chủ. Nó gây đó, gây ra cái sự khác biệt huyết áp như vậy. Như vậy là mặt cắt này đấy, tôi thấy được cái cung động mạch chủ, động mạch xuống xuống. Tôi cũng biết được bệnh nhân có hẹp eo động mạch chủ, tôi nhìn thấy liền. Đây tôi thấy được động mạch phổi phải, nó hình tròn. Từ động mạch phổi phải, tôi nghiêng nhẹ đầu dò cho nó dài ra. Thì tôi được đầu dò nó dài ra, nó về phía này. Thì tôi đưa động mạch phổi trái, tôi đo được đường kính động mạch phổi trái. Ở cái chỗ này đó, tôi có thể thấy được cái bệnh gọi là còn ống động mạch. Còn ống động mạch tức là cái ống động mạch nó nối từ động mạch chủ với động mạch phổi ở đây. Thì bình thường ở trong giai đoạn phôi thai, tất cả chúng ta đều có ống động mạch, không có chúng ta không sống được. Vì phôi thai, cái thai nó không có thở bằng phổi, nó sống được nhờ máu từ nhau thai, phải có ống động mạch. Khi chúng ta ra đời thì trong vòng 3 tuần, có người chỉ vài ngày, ống động mạch tự nhiên nó siết lại, nó thành cái dây gân, thì chúng ta không còn ống động mạch. Nhưng quá 3 tuần, nếu ống động mạch nó vẫn còn mở, chúng ta bị gọi bệnh, gọi là bệnh còn tồn tại ống động mạch, thì sau này mình phải mổ, hoặc là mình thông tin mình biết cho em bé nó bị bệnh còn ống động mạch. Rồi mặt cắt, khi mà chúng ta đã nghiêng cái đầu dò dài ra rồi, chúng ta xoay 90 độ ngược trên cái đồng hồ, chúng ta được cái động mạch chủ nó cắt ngang như này, động mạch phổi phải nó dài như thế này, thì chúng ta sẽ đo được đường kính động mạch phổi phải. Và bên cạnh này thì nó có cái là cấu trúc gọi là tĩnh mạch chủ trên. Cái hình này nó cắt thì nó không rõ, nó thiếu cái tĩnh mạch chủ trên. Thường là trẻ em tôi cắt được luôn cái tĩnh mạch chủ trên ở đây. Như vậy cái mặt cắt này tôi thấy được cả tĩnh mạch chủ trên, động mạch phổi phải và cái động mạch chủ. Thì nói tóm lại, tôi cắt siêu 2D tổng cộng tôi có 14 mặt cắt. Mặt cắt cạnh ức tôi có 4 mặt cắt. Mặt cắt dưới sườn 4 mặt cắt. Mặt cắt từ mỏm tim 4 mặt cắt. Mặt cắt dưới sườn 3, mặt cắt siêu ức 3, tổng cộng 14 mặt cắt. Đây gọi là 14 mặt cắt cơ bản để mình tìm các cấu trúc của tim. Thì người ta siêu âm tim Doppler là gì? Siêu âm tim 2D đó, nó mục tiêu chúng ta khảo sát cái giải phẫu học của tim, cấu trúc của tim. Đường cắt của chúng ta phải luôn luôn thẳng góc với lại cấu trúc của tim, chúng ta cắt mới đúng được. Và tần số đầu dò thì chúng ta để tần số nó cao. Mục tiêu là chúng ta khảo sát là cái mô của cơ tim. Còn ngược lại, Doppler là gì? Doppler là chúng ta đo vận tốc của dòng máu chảy. Do đó siêu âm tim Doppler nó cho phép chúng ta khảo sát về máu của tim, sinh lý, chức năng. Đường cắt chúng ta luôn luôn phải song song. Nguyên tắc Doppler là chúng ta trùng tiêu, chúng ta phải song song hướng dòng máu chảy, cắt nó mới đúng. Và chúng ta tần số, chúng ta phải để tần số thấp. Đây là cái tóm tắt trong quân Feigenbaum nó. Bây giờ chúng ta qua khái niệm Doppler. Thì cái Doppler thì chúng ta chỉ học có một câu thôi. Doppler là gì? Doppler là chúng ta đo vận tốc dòng máu chảy. Còn siêu âm tim 2D và TEM chúng ta khảo sát cấu trúc của tim.
Nó ra đời mình tốt dòng báo trời, nó có công thức, cái chị đừng học cái công thức này làm chi. Học nhiều quá nó tổn thọ, không có ích gì, không có nên học thuộc. Những cái này nó đều có trong sách thế. Khi mình bị nhồi sọ quá nhiều lần hả? Con gặp thuộc lòng mới lên lớp được không? Tôi biết mấy em thế nào nhưng tới cái năm mà tôi học Y2 đó. Hồi tôi học y khoa bằng tiếng Pháp không à? Y2 cái môn sinh lý học, em có ngán môn sinh lý học không? Hồi tôi ghét môn đó khủng khiếp lắm. Mà sinh lý học ông thầy, ông là tiến sĩ bên Pháp về ông dạy. Ông cụ lại bị xuyễn đó, ông nói tiếng Pháp giọng nhờ nhờ, mình nghe buồn ngủ muốn chết đó. Rồi đi mà nghe ghi cua thì không kịp, cụ nói nhanh quá. Rồi sau phải lấy cái cua mà mấy năm trước nó chéo lại. Em biết không, học tiếng Pháp phải học thuộc lòng để khi ra trường cho nó đỗ. Đỗ xong quên hết. Thế là học môn sinh lý nó không dùng được tí gì hết. Thế đến khi đến năm thứ tư tôi mua được cuốn Physiology của Guyton, học quy Guyton, em biết Guyton không? Mình đọc ra thì thấy là từ Mỹ nó viết rất rõ ràng, dễ hiểu. Mà trong khi ông thầy ông dạy mình 2 năm sinh lý, mình học chỉ muốn học cho nó qua đời, để học để ra qua thi thôi. Thực ra mấy em học mà thi xong quên, không bao giờ tôi trách mấy em ấy, tại có những môn học mình phải quên. Chứ em học từ nhỏ đến lớn em nhớ thì sao sống sót được. Thì mấy em quên thì không bao giờ tôi trách. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là gì? Em biết giờ sách ra cha đó. Còn những cái nào lý luận được, nhớ lý luận mình mới chữa bệnh được. Em chữa bệnh không lý luận làm sao chữa? Chứ đâu phải em thuộc lòng, em lẩm nhẩm, em chữa bệnh, ai mà em mà chữa được. Thì thành ra, đến lúc tôi đọc được cuốn sinh lý học gai tân tôi mới hiểu vấn đề. Sinh lý là một trong cái quan trọng nhất của tim mạch. Em không hiểu sinh lý và sinh lý bệnh, em không bao giờ chữa được bệnh tim mạch hết. Từ đó thì những công thức này không bao giờ tôi muốn mấy em thuộc. Em chỉ cần biết góc theta là gì thôi. Theta là góc bạo tạo bởi trùng tia đắp le phát ra hướng cả máu. Do đó khi em, bây giờ thế này nhé. Tôi nói là em đo đắp le dòng máu qua van hay lá. Thì tôi cần em cái gì? Thứ nhất em phải cắt cái hình ảnh cho thấy văn hay lá. Thứ hai em cắt làm sao? Khi tôi cắt trường tia đâm le nó phải song song với hướng dòng máu chảy. Tôi chỉ cần hai cái đó. Em sẽ khảo sát đâm le dòng máu qua đó. Hoặc là tối thiểu cái góc nó không quá 20 độ. Vì cosine của theta, cosine của 0 bằng mấy? Bằng 1. Bắt buộc về cosine góc 20 độ nó khoảng 0,9. Thì các anh chị cắt. Còn nếu các anh chị cắt trường tia nó thẳng góc cosine 90 độ bằng 0 thì làm sao mình tính được đó là dòng máu. Do đó thì nhớ là mình luôn luôn cái cả cái công thức này mấy em đừng thuộc cho nó tổn thọ. Nguyên tắc đó là đo vận tốc dòng máu, mà muốn đo vận tốc dòng máu cắt trường tia song song với hướng dòng máu là chúng ta cắt được. Còn máy chuyện đó máy nó tính cho mình không phải tính. Đây là nguyên lý cơ bản đó là này. Chúng ta có đắp đai sông, đắp đai dân tộc, đắp đai màu. Trong tích đo le nó dùng tiếng pitch, tức là frequency là tần số, FO là tần số tia phóng ra, FE là tần số tia phản hồi của mình. Tức là bây giờ trường tia cái đây đầu dò của mình nhé. Cái trường tia mình đụng với cái hồng cầu thì cái đầu dò này nó thu lại, nó phóng ra nó đụng cái này, từ cái này sóng phản hồi ra đây nó thu lại. Cái đo le xung là gì? Đo le xung mình tưởng tượng như là mình chỉ có một đầu dò, cái đầu dò này phóng ra trường tia. Rồi sau đó, nó, cái thời gian phóng nó ngưng, nó nhận lại cái dòng phản hồi ở đây. Hình dẫn đó đây xung nó có hạn chế bởi vận tốc dòng máu. Vận tốc dòng máu cao quá nó đâu không đúng. Còn ngược lại, mình đắp lên liên tục là gì? Các em tưởng tượng ở đây nó có hai đầu dò khác nhau. Đầu dò nó phóng ra liên tục trường tia. Rồi đầu dò nó bên cạnh này, nó nhận lại liên tục dòng phản hồi. Cái đó là đắp lên liên tục. Bình thường vận tốc dòng máu qua các van tim của mình là 1 mét giây. Mình có mấy van tim? Mình có mấy van? À, thầy hỏi bất chợt đã trả lời không nổi hả? Mình có van 2 lá, van 3 lá, van gì nữa? Thầy bây giờ nó phải có 4 van hả? Mà bây giờ thầy chỉ mong muốn em nhớ một cái là vận tốc dòng máu có 4 van tim đó là mấy? 1 mét giây, nhớ được không? Thế quá là cần gì nữa, nhớ 1 mét giây. Do đó thì bây giờ có người hẹp van là mình chủ. Tôi dùng đắp len liên tục, tôi đo là vận tốc dòng máu đến 5 mét giây, tức là cao lắm là hẹp van là mình chịu nặng. Như vậy bắt buộc phải dùng đắp len liên tục. Còn đắp len sung, nếu vận tốc dòng máu là 1,5 mét giây là tôi đo nó không đúng. Do đó thì luôn luôn phải dùng, chúng ta dùng cả đắp len sung, đắp len liên tục và đắp len màu. Đây là việc đắp len chúng ta bằng nghe, bằng hình ảnh, nghe các anh chị thấy. Các anh chị tập nghe nó quen, thì ta đắp len, ta bật âm thanh lên.
đắp len liên tục, cái âm thanh nó nghe khác đắp len sâu, vận tốc dòng máu nó cao đó, thì các anh chị nghe tiếng nó khác vận tốc dòng máu thấp. Nhưng thường thường mà mới mình luôn luôn mình dùng cái hình ảnh thôi. Đắp len sâu, nếu mà vận tốc dòng máu cao quá đó, bình thường vận tốc dòng máu là 1 mét/giây đến 1.5, các anh chị đắp len sâu được. Còn nếu vận tốc dòng máu lên 3 á, đắp len sâu đo không được, các anh chị bị hiện tượng và hiện tượng phù trù. Còn đắp len liên tục, chúng ta không phải giới hạn dòng máu, đắp len màu là nó quy hước hóa đó, quy hóa dòng máu về phía màu đỏ, màu đỏ chạy xa dần dần chúng ta có màu xanh, quy hước hóa như vậy. Đây là hiện tượng đắp len này, đắp len sâu. Nhưng đắp len sâu nó có lợi gì? Nó có cái cửa sổ đắp len, chúng ta đo vận tốc dòng máu từng vị trí của tê. Bây giờ các anh chị để cái vòng tròn ở đây, đo vận tốc dòng máu đây, cái chị để vòng tròn ở đây, đo vận tốc dòng máu đây. Còn đắp ra liên tục, các anh chị phát ra liên tục. Chỉ khi nào vận tốc dòng máu cao lớn cho nó hiện ra, các anh chị không biết nó hẹp ở chỗ nào, đắp len sâu nó sẽ cho phép chúng ta biết nó hẹp ở chỗ nào mà người bạn. Hai cái nó khác nhau cho đó. Thế cho cái máy siêu mình mua, nó luôn luôn phải có đắp len sâu, đắp len liên tục, phải có đắp len màu. Thì đây là hình ảnh mà đó hiện tượng phù trùng này. Nếu bây giờ chúng ta đo lấy cái sông dòng máu có van hay lá, nhưng mà dòng máu có van hay dòng hở van hay lá, thì vận tốc dòng máu dòng hở van hay lá vận tốc đến 5-6 mét/giây, thì khi đo lấy sông chúng ta để đây, thì chúng ta bị hiện tượng phù trùng, chúng ta không đo được nữa. Nó gọi là hình tượng aliasing, là phù trùng, không đo được. Như vậy khi vận tốc cao quá bắt buộc chúng ta phải chuyển qua đắp len liên tục, chúng ta đo vận tốc dòng máu. Còn nếu các chị ấn đắp len màu, nếu gặp hiện tượng phù trùng thì nó ra cái màu gọi là màu mosaic. Các chị đi ra nhà thờ Đức Bà đó, các chị thấy mấy miếng kiến ở trên á, hình ảnh nhiều màu khác nhau, đó hình mosaic đấy. Màu đó thì mình không tính được. Còn nếu nó phải một màu hoặc màu xanh màu đỏ chúng ta mới tính được. Đây là cái vận tốc dòng chảy nó phổ rộng đau rộng hơn. Ví dụ bây giờ cái dòng máu nó tốt bình thường chúng ta nó như thế này, không có nghẽn, chúng ta được cái phổ này. Nhưng bây giờ nếu nó có nghẽn, các anh chị thấy dòng máu nó xoáy ở đây, thì các anh chị được vận tốc dòng máu nó cao lên và cái phổ nó rộng hơn, cái đáy nó rộng hơn, vận tốc dòng máu nó cao lên là 17. Rồi thì diện tích lỗ hở với vận tốc dòng chảy, ví dụ như diện tích lỗ hở lớn như thế này, diện tích dòng chảy nó thế này, diện tích lỗ hở nhỏ, vận tốc dòng chảy nó lại cao hơn. Cái này trong cái bài thông liên thất, tức là lỗ hở càng nhỏ vận tốc nó càng cao, lỗ hở lớn thì vận tốc lại không cao. Tôi lấy thí dụ nha, bây giờ người ta có một lỗ thông liên thất ở giữa van thông liên thất là gì, là vách liên thất, nó một cái lỗ nó làm thông thường máu giữa thất trái và thất phải. Bình thường áp lực của thất trái mình là 100 mét/giây, 100 mm/s. Bình thường áp lực thất phải mình có độ 20-25 mm/s. Thành ra nếu chúng ta có một lỗ thông liên thất, máu luôn luôn chảy từ thất trái và thất phải, thì nếu mà cái lỗ nó nhỏ xíu vận tốc rất cao, lỗ đó 3 mm vận tốc nó sẽ cao. Nhưng bây giờ mình có cái lỗ đến 10 mm thì làm sao, áp lực hai vùng thất nó gần bằng nhau, vận tốc dòng máu nó sẽ thấp. Như vậy thì từ vận tốc dòng máu chúng ta tính được cái đường kính của cái lỗ của cái thông liên thất hoặc lỗ của cấu trúc khác của tim. Rồi bây giờ chúng ta theo Doppler dòng máu qua van hai lá, thì nguyên tắc nói tôi đã nói rồi, là khi người ta bảo chúng ta tính Doppler dòng máu qua van hai lá, thì đầu tiên là gì, mình phải cắt cái mặt cắt nào thấy được van hai lá, thì mặt cắt đầu tiên là mặt cắt 4 luồng từ mỏ, tôi thấy được cả van hai lá với cả van ba lá. Rồi sau đó tôi cắt chùm tia Doppler nó tỏa ra hình dạng quả, thì nếu mặt cắt 4 luồng từ mỏ tôi sẽ cắt được chùm tia song song hướng dòng máu chảy. Rồi cắt hình ảnh như thế này, nhĩ nó nằm trên hay nằm dưới thất, quả tim của con nhĩ nằm đâu, trên trên hay dưới trên, thì chắc em bình thường như thầy, nhĩ bên trên rất là dưới nhá, nhĩ ở trên thân, tức là máu nó đi từ đây xuống đây. Nhưng mà đầu dò mình 4 luồng từ mỏng, đầu dò mình đặt ở đâu, đầu dò ở đây. Nếu mà đầu dò mình đặt ở đây mỏng tim, dòng máu từ nhĩ xuống thất, tức là dòng máu chạy về phía đầu dò, thì theo quy ước là máu sẽ được là phổ dương, thì đây chúng ta sẽ được phổ dương của sóng E. Mà khi máu từ nhĩ xuống thất á, van hai lá nó mở ra, thì 80% là lượng máu từ nhĩ đổ xuống thất, còn 20% lượng máu còn lại thì là gọi là thời kỳ nhĩ thu, nhĩ nó co bóp.
thì chúng ta được sóng A. A là viết tắt của chữ Atrial Kick hoặc Atrial Contraction. Bình thường sóng E nó rất cao tại vì 80% lượng máu. Sóng A nó thấp vì có 2% RNA nhớ đến 1. Còn tốc độ máu hai lá bình thường nó như thế này. Nhưng mấy em thì tôi sợ mấy em nhớ là nhiều, mấy em tổn thọ. Thành ra tôi nhớ mấy em chỉ cần nhớ là gì? Tốc độ máu qua 4 phân tim là 1 mét giây. Thực sự là tốc độ máu qua động mạch chủ cao nhất 62 lá. Sau đến vòng một phổi 60 đến 3 lá thì thôi các em chỉ nhớ 1 mét giây là đủ rồi. Bây giờ ví dụ thế này nha. Bây giờ tôi muốn đắp le dòng máu qua van hai lá, tôi để đầu dòng đắp le chỗ này. Đây nhĩ trái, đây nhĩ phải, thất trái. Rồi xong đó tôi cần đắp le. Thì tôi được cái dòng máu nó chạy về phía đầu dò mà. Tôi được cái phổ dương đầu tiên là sóng A. Phổ dương ngay là sóng A. Đây tim người là bình thường. Thì nếu người đó có rung nhĩ thì làm sao? Thì nó không còn sóng A nữa. Thì tôi chỉ thấy một cái sóng thôi. E tôi chứ không có sóng A nữa. Thì giờ tôi cắt đắp le qua tôi biết người nó có rung nhĩ hay không. Bây giờ tôi để đầu dò đây, tôi cắt 5 buồng từ mỏ. Thì tôi muốn đo đắp le dòng máu qua van động mạch chủ. Vậy dòng máu nó chạy xa đầu dò hay về phía đầu dò? Đầu dò mình để đây. Đồng một con động mạch chủ nằm ở đây phải không? Dòng máu nó chạy lên. Dòng máu chạy xa đầu dò, do đó tôi sẽ được phổ âm. Vận tốc dòng máu qua van động mạch chủ bình thường là mấy mét giây em? Em suy nghĩ lâu dữ rồi. Một giây thì đừng nghĩ nhé. Bây giờ làm sao tập đừng nghĩ, nói ngay một mét giây nó dễ hơn. Rồi. Còn đây là dòng máu qua van động mạch phổi. Tôi cắt cái nhớ chiều ngang van động mạch chủ dòng qua van rồi. Tôi được cái phổ nó chạy xa đầu dò phổ âm. Bây giờ cứ nhớ khoảng một mét giây là được. Rồi đây là dòng hở van ba lá nha. Dòng hở van ba lá thì mình đều dò để đây. Dòng hở van ba lá có nghĩa là gì? Dòng hở van ba lá là máu từ đâu nó chảy về đâu vào thời kỳ tâm thu. Dòng dây dần dần thất phải trở ngược lại về nhĩ phải vào thời kỳ tâm thu. Do đó thì dòng máu nó sẽ chạy xa đầu dò tới được phổ âm. Đây. Thì nguyên tắc là gì? Đây là một cái quy ước hóa của vật lý. Khi dòng máu chạy về phía đầu dò chúng ta được phổ dương. Dòng máu xa đầu dò tới được phổ âm. Dòng máu phổi phía đầu dò chúng ta được màu đỏ, xa đầu dò chúng ta được màu xanh. Cũng giống như mấy em nhớ điện tâm đồ không? Mình để điện cực ở đây, mình giao điện tâm đồ, nếu xung động nó về phía đầu dò chúng ta được sóng E là dương. Còn xung động chạy xa đầu dò chúng ta được sóng S là âm. Thì cái nguyên tắc quản lý đối với siêu âm cũng y như vậy. Rồi trong siêu âm tim đắp le thì chúng ta có một vài công thức Lee Patton. Nó cho phép chúng ta tính diện tích mở van hai lá S bằng 220 chia PST. Cái chỉ định học thuộc cái này làm chi? Tôi chẳng bao giờ tôi hỏi công thức đâu, tại vì cái chỉ cần đo được PST thì máy nó tính ra thôi. Công thức đang đối với là delta V bằng 4V bình phương. Và công thức diện tích mở van là một chủ V1 nhân S1 bằng V2 nhân S2 thì khi học đến những bài đó chúng ta sẽ học tiếp. Rồi siêu âm le nó cho phép chúng ta tính được dung lượng tim, cho phát hiện dòng chảy thông dung tim, đo được động mạch phổi, phát hiện định lượng hở van. Thì khi học những bài kế tiếp các anh chị sẽ học đây là những áp dụng siêu âm le. Tức là với siêu âm tim chúng ta vừa khảo sát cấu trúc của tim, vừa khảo sát được huyết động của tim, tính được vận tốc độ huyết động, cho tính được dòng chảy thông dung tim, tức là mấy cái sân ở trong tim đó. Rồi kỹ thuật mới thì chúng ta còn siêu âm tim trong lòng mồng tim, trong lòng mạch vành, nguồn tim ba chiều, đắp le mô cơ tim. Thì nói tóm lại thì với siêu âm tim ngày nay đó thì nó là một cái phương tiện mà bất cứ bác sĩ tim mạch nào cũng phải biết. Và từ siêu âm tim chúng ta hiểu rõ hơn về cái cấu trúc và cái sinh lý của quả tim, kể cả huyết động đó. Và từ đó chúng ta lý luận, chúng ta chẩn đoán bệnh nó dễ dàng hơn. Rồi, có các anh chị có hỏi về bài này không? Thank you.